Xin chào quý vị khán giả của FPT Play, và chúng ta đang đến với những hình ảnh tại sân vận động Thanh Hóa. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ bảng A của vòng chung kết U21 quốc gia năm 2023. Cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng A hiện tại là U21 Viettel. Họ sẽ đụng độ với đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của các cầu thủ U21 Viettel, với cầu thủ mang áo số 3 Vũ Quốc Anh, số 4 Nguyễn Hoàng Nam, số 6 Nguyễn Công Phương, số 7 Nguyễn Ngọc Tú, số 8 Nguyễn Văn Tú mặc áo đội trưởng, số 10 Đặng Tuấn Phong, số 19 Nguyễn Hữu Tuấn, số 26 là thủ thành Đoàn Huy Hoàng, số 27 Nguyễn Thành Đạt, số 31 Nguyễn Đình Đức và số 99 Nguyễn Đăng Dương. Điều hành trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Lê Thanh Tùng cùng với các trợ lý là ông Võ Quang Trung, Huỳnh Quốc Long và Nguyễn Đức Thiện. Bên phía các cầu thủ U21 Đông Á Thanh Hóa, họ ra sân với thủ thành áo số 25 Lê Anh Tuấn, các cầu thủ số 4 Lại Văn Tú, số 6 Nguyễn Văn Dũng mà ban đội trưởng, số 7 Hà Minh Đức, số 9 Cẩm Bá Thành, số 15 Trần Quốc Đạt, số 16 Nguyễn Đức Tùng, số 20 Trần Văn Sang, số 24 Nguyễn Văn Tiếp, số 26 Nguyễn Ngọc Tĩnh và số 32 Lê Văn Cường. Như vậy là trọng tài Lê Thanh Tùng đã cho hiệp một trận đấu được bắt đầu. Các cầu thủ U21 Viettel là những người trong trang phục đỏ trắng bảo vệ khung thành phía bên tay trái mạnh quý vị. Vừa đó là đội chủ nhà. Pha treo bóng vào. Đây là goal! Một con dành cho U21 Đông Á Thanh Hóa rồi. Quá nhanh chóng khi mà trận đấu chỉ mới trôi sang phút thứ 6 thôi. Một tình huống đón bóng hai và dứt điểm quá gọn gàng. Người đã ghi bàn đó là Trần Quốc Đạt. Thì năm nay cũng đã có một cái tên được góp mặt trong đội hình đội tuyển U23 tham dự ASEAN. Đó là câu trả lời của U21 Viettel. Người vừa có pha dứt điểm là Thành Đạt. Lúc này nhiệt độ tại sân Thanh Hóa vào khoảng 33 độ C. Đây là một tình huống pha bóng nguy hiểm và cơ hội dành cho U21 Viettel. Không vào. Cú đá chéo góc nhưng đã hoàn toàn không chính xác. Pha thoát xuống và dứt điểm của Công Phương. Vẫn chưa có được sự nhịp nhàng và mạch lạc. Đây là cơ hội dành cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Cẩm Bá Thành không được. Đó là một tình huống mà số 9 tỏ ra khá đơn độc. Pha treo bóng. Đánh đầu. Không vào. Quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi của đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa. Văn Tiếp là người đã có pha đánh đầu ngược rất hay. Cú dứt điểm. Cú đá là của Công Phương. Vẫn chưa thể có được sự kiểm soát tốt đến từ cầu thủ bên phía U21 Viettel. Cơ hội phản công. Rất tuyệt vời. Văn Tiếp. Văn Tiếp. Quá đáng tiếc. Ở pha bóng này thì Văn Tiếp đã chạm bóng một không tốt. Bóng đã rời ra quá xa tầm kiểm soát của anh. Trong hiệp 1 thì ngoại trừ tình huống lập công của Quốc Đạt thì U21 Đông Á Thanh Hóa còn có một pha dứt điểm bằng đầu. Đưa bóng chạm vào xà ngang. Như vậy là ngay ở đấu thứ hai này một quả penalty. Trọng tài Lê Thanh Tùng đã rất nhanh tay chỉ vào chấm vôi ở cự ly 11m. Có vẻ như bóng đã chạm tay khá rõ ràng. Văn Tùng! 2-0 cho U21 Đông Á Thanh Hóa. Pha dứt điểm quá gọn gàng của cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 1. Anh đã hoàn toàn đánh lừa được thủ thành Đoàn Huy Hoàng. Mọi thứ đang trở nên vô cùng khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Đặng Thanh Phương. Đây lại là cơ hội Văn Tùng. Chuyền bóng và 3-0. 3-0 cho U21 Đông Á Thanh Hóa rồi. Có vẻ như là mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng quá tích cực dành cho đội chủ nhà. Và nó ngược lại với U21 Viettel. Họ đang bị sụp đổ bởi những gì mà họ phải nhận ở trong những phút đầu các hiệp đấu. Lần này thì thẻ vàng đã dành cho
cầu thủ của U21 Đông Á Thanh Hóa, và đó là Văn Tiếp. Văn Tiếp đang có những thẻ vàng trong hiệp 1. Cầu thủ duy nhất nhận thẻ vàng trong hiệp 1. Văn Tiếp, và bây giờ là chiếc thẻ vàng thứ hai. Đồng nghĩa với việc Văn Tiếp sẽ phải đi tắm sớm. Bây giờ bất lợi về mặt quân số đang thuộc về đội chủ nhà. Không biết là Văn Tiếp có nhớ mình đã nhận một chiếc thẻ vàng trong hiệp 1 hay không. Như vậy là thêm một thành viên trong ban lãnh đạo của đội bóng U21 Đông Á Thanh Hóa đã bị mời ra khỏi khu vực của mình. Cú đá thẳng, cú đá của Ngọc Tú đã không chính xác. Cho đến lúc này thì Ngọc Tú vẫn đang chưa thật sự tạo nên dấu ấn. Đánh đầu, không vào. Quá đáng tiếc, bóng đã đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc. Trong một pha bóng cố định thì U21 Viettel cũng đã có được một pha dứt điểm nguy hiểm. Và lần này cũng vậy. Cơ hội, không vào. Không có một pha nhả bóng cho cầu thủ ở phía sau. Quá đáng tiếc, ở cự ly cũng tương đối gần. Nhưng cú đá của Vũ Tùng Dương đã không thể thắng được thủ thành Lê Anh Tuấn. Không vào. Tưởng chừng như đó sẽ là một bàn thắng đến rõ ràng cho U21 Viettel. Một pha đánh đầu sật của Ngọc Tú, và sau đó đến cả pha đá bồi cũng không thành công. Cơ hội vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho U21 Viettel sau rất nhiều những pha bóng nguy hiểm liên tục dồn ép đối thủ. Và cũng lại là một tình huống cố định để có thể tìm kiếm cơ hội ý khung thành của thủ thành Lê Anh Tuấn. Cầu thủ ghi bàn là người vào sân thay thế hiệp 2, Phạm Văn Phong. Tiếp tục là một pha bóng nguy hiểm. Bóng đã chạm tay, penalty. Penalty dành cho U21 Viettel. Ngọc Tú 2-3. Cách biệt chỉ còn lại một bàn mà thôi. Mọi chuyện đang xoay chuyển với một chiều hướng rất tệ hại cho đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa. Đánh đâu? Quá đơn giản. Quá đơn giản với thủ thành Lê Anh Tuấn. Tiếp tục là pha treo bóng của U21 Viettel. Không có gì nguy hiểm. Bóng trở lại chân của Quốc Anh. Tiếp tục treo bóng vào vòng cấm. Cơ hội. Quá đáng tiếc cho pha khống chế vừa rồi. Đó là pha khống chế của Đoàn Thế Phong. Rất dẻo. Pha xử lý hay. Và bây giờ thì tiếng còi kết thúc trận đấu mới vang lên. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho U21 Đông Á Thanh Hóa. Cuộc chiến thắng cực kỳ quan trọng. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại buổi tường thuật trận đấu giữa U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Viettel trong khuôn khổ vòng chung kết U21 quốc gia năm 2023. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.